Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 11 tháng 10 năm 2022 của mình. Ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay lọc miền Nam ở trên kênh nó về được cái lọc đó là cái con 24 ở trên đài Đồng Tháp. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 11 tháng 10 trên đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu, mời anh chị em tham khảo. Bến Tre mình dự đoán cái cặp là 0660, còn Vũng Tàu mình dự đoán cái cặp 2552, còn Bạc Liêu mình dự đoán cái cặp 0770. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong